Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, thủy khí sung thần ý. Thấu kiều ý thiên, nhan giả chí thành đăng bảo an, nguyện nghỉ cầu đệ tử đắc bình an ni. Nam thủ nền an vương thất, chuyển pháp luân Phật Nhật tăng huy, nguyệt nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng ý, chói chói hiệu Phật này gì ý đà, ngự trước tòa lưu ly bảo điện Phật Thích Ca tự nhiên đi. Tiêu thiêu hồ nhã nhạc dưới trên cửu long ý, đức tòa thì ngai vàng sơ sơ ơi, phóng hào quang rực rỡ ơi vân niên. Thank you.
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, Vận Thần Thông Vô Lượng quá
thực dâng lên lòng tin đức này đức thánh thiện là kế chồng ngự không chung cứu tiêu chính vị ở trên giời xóa trị bốn phương trong sáng như gương lòng ngài sáng sạch như gương thật thông biên hóa sửa ra ngày hề cõi giời thánh tân đức thế chủng ngày gương cảnh thánh tân oai quyền lấp lấp mà quyền này thành ra hồi mùng ba tháng thìn giờ dần ngày mùng ba tháng thìn 21 tuổi dễ duyên cõi phàm trần thành ra hồi thoái quốc động đình ngày con vua đi thoái quốc động đình đệ tam đức thánh thoại giáng sinh ngồi đèn rồng kẻ thủ quy tu tất đế đầu nhận lính lễ thất cầu trì ngã kim sinh tán bại trần đề di nguyện tử vi thủy giá hổ nam mô tam ba lãng tam diệu tam bồ cầu trì lâm ba tuyệt tham thiết lệ chủ lệ chuẩn đề gia bà thiết lệ chủ lệ chuẩn đề gia bà an thiết lệ chủ lệ chuẩn đề gia bà dương chi thịnh thủy biến thái tam tiền tinh công bát đức lệ nhân tiên tam quế quảng diệt tội tiêu viên hòa thiện hóa hồng niên nam mô thanh lương địa bồ tát ma tát nam mô thanh lương địa bồ tát ma tát nam mô thanh lương thánh giá lê mại chúa thiên na cung thỉnh mời đức lê mại chúa thiên na mày thành thần nữ ngự trên đền đông cuồng lòng thành kính ngày ứng hiền này lô nhang mới quyền bà cai quản chùa quyền bà
dạy tâm tần chúc mai chớ nhớ sai lời nguyện của lọ không lệnh bà chớ có hồ ly tinh còn áo nghẽo dòng trời thank you.
chú quan nê các cô nàng ấy dâng quê hương chung tiền chung tiền. Yeah.
cây cổ thụ tốt xinh nghe sao dược ra. Trong cánh ba nụ đêm đi giờ thì nên ra người nhìn nữ cũng nương đầu đời non dâu áo chẳng chẳng hài thành
dăm mương hoa dâng lên mê cung tiên. Văn sớ câu minh bạch từ câu dâng văn đàn hát nguyện đi cầu. Giám sát quyền cai ngôi được ngàn quan đề nhị quyền cai thông chi thiên địa khẩm sai đại thần. Gia vũ đăng vân gia vũ đặng vân bát màn công tạ nơi xa gần đến làm tù
phan các quan ông lớn về truyền phan các quan tả văn hưu gòn nước bán sáu đặng quân thủy quân bộ đôi à tiến binh vạn mã hàng ngàn kéo ra lệnh truyền thiên đội và thần
sáng sinh vốn xưa ông tại thiên đình thiên hào đình túc chẳng nhường một ai cảnh thánh giá hồi cùng thái tử đệ tam phong tôn thần quan đơn đệ tam phi phương diện mạo lòng ngàn khác người. Chính túc
quân đi về tới kinh Ngô Kỳ. Qua cửa tháp qua lớn về biển Bạch Hạc. Cơn phong vũ ấm 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 nổi sóng bạc đầu nước xoay mênh mang. Rước quan lớn để tám về cho tới lành giang được rẻ đô quần chưa chán. Trình gian thân doanh luôn luôn sợ bác anh vừng hồng, anh vừng hồng chiếu dạng Nam Ninh. Con thú thì quốc Đông Đình để ta hoàng tử giáng sinh ngôi đệ rồng. Gồm vẹn nền đức gồm vẹn tùng tùng dung dung đi hoa mặt bẩm bẩm sinh thần ở tư chất chất dung dung nhan cung thịnh mời quan thái tử đề tăng phi phương dược thảo long ngang ông gì gì thế. Hàng đầu trước chứng võ thần, trước chứng võ thần cụ bồn tâm thương gia uy chấp chính kỳ thương thâm cân đầy mực xưa sang cõi đời. Thuyền tan, mái thuyền tan nổi dòng sông xích binh. Hộ quân trèo, hộ quân trèo du lịch bốn năm thương. Có phen tuần tu sông thương trở về tỉnh Bắc Đông Giang lục đầu. Xuống thác ra khơi thuyền rồng trăm mái chèo ơi xích đằng sông tuần lành đôi nơi qua đi về. Chợt xa khê chợt xa khê lên ngàn quang xuống biển lạnh lạnh ra từ giang từ địa danh ta đền thờ quan ta tiếng kiệu vàng đã long nghĩa hồ thạch bàn đi hoài đi dày quan. Thánh gia
chói sắc rồng của ban chói chói sắc rồng quyền quan đệ tử uy hùng vì dân vàng loạn thạch sai chốn ấy quê nhà phủ Ninh Giang chốn ấy quê nhà danh nam cổ tích Nga Bà Kỳ Cùng đấng anh hào cổ đình đã dạy hệ thần cửa sông mà đâu đây phục thờ linh giang thiết lập ngôi đền thờ quan vân tuần tranh
sông tranh nhảy. Non nước còn ghi một bóng bóng nở. Lâm liệt oai hùng ơi trang sĩ, ngàn năm ghi để dấu anh. Bạc vàng đường để ra
nguyện thứ ba, nguyện thứ ba cho canh hầu đắc lễ, phù hộ đệ tử lấy phú quý sang giàu, các kế muốn muốn sống sống thật thật thật, nhờ ơn ông lớn được phúc lâu lâu giàu. Cự đồng chơi người mình quyền bóng quy đường quy rời thủy phi đoan trang quan tuần thách ai đang xa tay đến độ trần gian là được nhớ khi cầm quyền hay quan còn để đổi số cho ai kim chi văn võ toàn đài quan tuần lịch sử đúc người đất Hải Dương chầu tôi phút lại biến đi cười tướng bạch hổ về chầu thương thiên loạn thanh giá đồng đình qua vua bát tải đồng đình nghề sắc phong quan điều thân quy định khác thường loạn thanh giá vui vẻ đến dòng sớm hôm mai châu đệ nhất vui vẻ tôi đến dòng mình ngày chơi phủ tia lầu hồng vào ra thiên thanh trên ngàn dòng văn châu đệ nhị đông vương tuần đi ra đền hồ ở chim ngàn nở gió cuốn cuốn rung cây là sao tàn đi a ấy 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 ấy
cầu dâng đừng thấy đắng cay mà sầu. Đừng ai kêu số mình vất vả, bởi thiên tình đã định cắt cả số ca. Đồng làm lễ dâng hương nhang để phật vu bái từ thiên độ trì, thầy dâng hương hương bằng lửa tôi làm vào bằng ý à.
thank you.
lệ. Nhát coi thừa thể như tiên tàn nguyệt.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đón buồn mà vai quỷ lãng hoa đục xuống đèo kèn lúc ngỡ ra công đồng xạo chú chú đón bồng bích thì mà trở ra về phố vị suối ngang xạo chú càng lang nên đền quan giám mơ tượng ngàn tối linh khắp châu thổ vòng tình để bãi kè ngược xuôi qua lại cục cung khi đền bãi quay núi dùm vô qua tức ngã thời về.